Mình chào các bạn. Trên tay mình nè là có thêm một cái sản phẩm để mà diệt rầy các bạn. Cái sản phẩm này gồm có chứa có ba hoạt chất nè. Thứ nhất là acetamiprid nè, 150 g trên ký. Imidaloride nè, 150 g trên ký luôn, với lại bupropion ha, 255 g. Sự kết hợp giữa ba hoạt chất vô cái loại thuốc này nè các bạn thì có thể đặc trị được rầy, rẹp và bọ nhảy, cũng như là những cái con bọ chỉ luôn các bạn. Nhưng mà những cái loại thuốc này nè thì nếu á mà nhà vườn mình phun xịt á thì thường mình không có xịt lúc bông nở nha các bạn, và những cái hoạt chất này xịt trúng nó mới chết, thành ra nó không có cái tính lưu dẫn nha các bạn. Những loại này nè, thí dụ mà các bạn đi ra mà mua thuốc ở ngoài những cái tiệm bảo vệ thực vật á thì rất là nhiều những cái thuốc có những cái hoạt chất này. Có thuốc á thì nó chỉ có một loại là Imida thôi, hoặc là có một loại là Aceta, hoặc là Bupro thôi. Còn cái loại này thì nó chứa theo ba hoạt chất luôn, nó rất là mạnh. Mà loại này giá thì của nó thì cũng rẻ thôi các bạn, chứ không có mắc. Thường thì một gói này nè là mình pha cho một bình 25 lít. Cái gói này có cái khối lượng của nó nè là 15 gram. Nè, ở đây người ta cũng để cho mình biết là phun khi rầy non mới xuất hiện nè các bạn. Khi rầy mới xuất hiện là những cái con rầy non á, thì nó trị được là rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy cám, rầy xanh, bọ tơ nè, bọ cánh tơ, rệp sáp. Rệp sáp là đối với những cái rệp sáp nhỏ nha các bạn. Nghĩa là mình mới thấy nó xuất hiện á, là mình phun thì nó hiệu quả hơn. Còn những cái con mà có tạo nên cái lớp sáp phía trên rồi á thì các bạn nếu mà mình muốn phun cho nó chết á thì mình phải kèm theo nước rửa chén nha. Mình pha vô thêm để xịt cho nó phá cái lớp sáp đó ra rồi mới diệt được những con bên trong. Rồi những cái con rệp sáp nào á mà nó gối lứa các bạn, khi mà cái con rệp sáp á mẹ mà nó lên cái lá cây mình rồi đó thì nó sẽ đẻ, và những cái lớp đó nó sẽ chồng chồng lên nhau. Thì khi mình diệt á thì mình phun phải khoảng chừng 2 tới 3 lần phun nó mới chết được tới chồng các bạn. Còn nếu mình phun mới lần đầu á thì nó mới chết được cái lớp ngoài thôi. Rồi phun những lần sau thì mới diệt hết được, tại vì nó chồng lớp với nhau. Khi mà các bạn mà phun rệp sáp á mà mình rờ vô được cái chỗ mà cái con rệp sáp mà chú ngụ đó là nó tan thành bột á, mình rờ vô là nó rã hết à, là lúc đó là rệp sáp mới chết. Còn nếu mình rờ vô mà còn vắng nhớt á là còn nó chỏng á. Ở rau màu thì có thể nè trừ được bọ nhảy nè, rệp muỗi nè, bọ phấn trắng nè. Đây nè, nó ở đây á thì nó có để là thuốc này thì nó có tác dụng tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn mạnh, phổ tác động rộng. Nhưng mà cái loại này nè các bạn, nó không có lưu dẫn đâu. Mình xịt mình thấy rồi. Nó nội hấp thì nó có đó, tiếp xúc thì nó có, tiếp xúc thì nó chết, nhưng mà lưu dẫn thì nó không lưu dẫn đâu. Gói này là gói 15 gram thì mình phun cho một cái bình 25 lít nước hoặc là 20 lít nước các bạn. Đây. Rồi, bữa nay mình giới thiệu cái loại thuốc này ha với các bạn. Rồi những bạn nào mà cần mua thì mình kiếm mấy cái tiệm bảo vệ thực vật đó, mình mua, mình xài. Loại này thì mình xài rồi, mình thấy nó cũng hiệu quả các bạn. Nghĩa là lúc mà những cái con mình, nói chung là mấy cái loại này là mình dùng để phòng ngừa thôi. Chứ còn nếu mà nó bị nhiều quá là bắt buộc mình phải đổi thuốc khác các bạn. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha. Những bạn nào mà có thắc mắc về mà những cái kỹ thuật mà làm xoài á thì có thể giao lưu với mình. Nói chung là mình tư vấn và mình chỉ các bạn là miễn phí nha các bạn. Không có tốn tiền gì đâu. Biết cái gì chỉ đó thôi. Cảm ơn các bạn.